Xã đang làm gì đây? Hello, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay là mình đưa mười đi về Việt Nam đây. Mà đãi cho mười món gì vậy em? Đãi món mì gói. Đãi món mì gói. Món này quá đặc sản gì nữa? Quá đặc sản luôn, đặc sản quê hương. Đây các bạn. Mì gói. Mì gói nhưng mà cũng đang đầy đủ lắm nha. Cũng có trứng nè, có rau cải nè. Ăn nó cũng mát mát cái bụng. Bà xảy ra, bà xả ra tay nhanh gọn lẹ mà. Tại vì mình đi đi sớm á nên bây giờ không kịp ăn. Cái dự định là đi đi ăn là thôi, thích hơi bị khuya. Hơi bị khuya do bây giờ phải ăn ở nhà thôi. Ở nhà thì ăn thì gói trước. Không kịp giờ rồi chị ơi. Không kịp đúng không rồi. Kịp đó. Tại bên Mỹ này chào cả nhà. Bên Mỹ này là tiệm quán xá rồi mở cửa trễ lắm. Trễ, không có đúng rồi. Việt Nam mình trễ lắm. Cái tiệm sớm lắm thì cũng 9 giờ. Dạ. Rồi 10 giờ từ 9-10 giờ tiệm mới mở cửa. Rồi chị. Không phải giống như Việt Nam mình. Trời hấp dẫn quá vậy ta. Hành có trứng rồi vô rồi miếng cải rồi vô. Rồi tối thì chuẩn bị cơm nhưng trời ơi, cơm sườn nữa nè, cái này có sườn nè, ăn cơm cũng được rồi. Có đó. Có, nhưng mà khô khan quá, sáng trơn quá. Nuốt không nổi đâu. Dạ. Thành nó thôi, làm gì cho nó lẹ. Có trứng trong đó nữa chị? Có. Quá đã luôn rồi, trời ơi, thúc cái là đã nha. Cho nó khỏe. Cây cay cay hả không? Cái này là cay. Em đang phụ chú Út đóng thùng hả? Đúng rồi anh đang phụ. Ok, quấn băng keo cho nó kỹ em. Dạ. Cũng hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Giận lắm chứ. Chú Mười thì không có thích ăn. Đó các bạn thấy bà xã ra tay nhanh gọn lẹ không? Hello, xin chào đại gia đình. Bây giờ Chicago là 9 giờ 40 sáng không em? Dạ. 9 giờ 40 sáng. Hôm nay em lên máy bay là 1 giờ phải không? 1 giờ 30 các bạn. Anh em ăn sáng rất là đơn giản. Bà xã ra tay làm món mì gói đãi chú Út đi về Việt Nam. Món này là cái bằng món ruột của em nè. Món này là món tủ của chú Út đó cả nhà. Vậy cái ăn miếng cơm đó, bỏ miếng cơm nha. Chú Mười thì thường thường hay là mì gói là phải có một tô rau đồ đầy đủ, trứng đồ cũng đầy đủ chất lượng lắm các bạn. Cho nên món yêu thích của chú, cho nên bà xã ra tay lẹ làng, thấy không? Đãi cho em trai một bữa ăn như là rất là đặc biệt. Quá là ngon. Thôi sáng này đi anh Tâm chạy qua rủ đi ăn phở mà nói như là đi không kịp. Với lại như là 10 giờ 11 10 rưỡi tao mới mở cửa không? Đúng rồi. Bên này mở cửa trễ lắm. Trễ anh. Trễ rất là trễ, 10 giờ trở lên. Thôi mình ăn đỡ. Thôi đi. Mời đại gia đình cùng ăn món ăn đơn giản với anh em mình nha. Mì hộp gà nữa, quá đã luôn nè. Cái trứng gà đầy đủ nè. Mới đây mà thấm thoát nha. Chú Mười trở về lại Việt Nam rồi các bạn. Spicy. Mấy tuần liên tục nay trong gia đình lúc nào cũng rộn ràng xôn xao. Bây giờ em về rồi thì cũng còn lại được chú Tám. Chú Tám cũng chạy tới chạy lui, bởi vì chú Tám cũng ở gần đây các bạn. Anh em cũng chạy tới chạy lui, bây giờ chú Mười về đây chắc năm sau cũng qua lại ha. Mùa hè này coi sắp qua lại chơi nữa anh. Đúng rồi, mùa hè này đi. Qua chơi tuần lễ. Nếu đi được lại thì đi. Tại vì ví dụ như là binh nó đi ấy, dẫn đi luôn. Rồi bay qua bên Cali rồi bay qua đây. Không? Qua Cali xong rồi bay qua Chicago. Giống như hồi xưa bay qua Chicago xong rồi bay về Cali. Không? Ngon không? Mì gói ngon tuyệt vời. Em cho anh miếng giấy đắp kinh nè. Anh bể lắm. Để thành đắp rồi. Thịt cá chứ. Mì gói ngon lắm. Mì gói ngon. Ngon, rửa chưa? Anh chưa thử nhưng mà để thân rồi. Đây thì như bỏ nhà mà. Đây nè, ta đứng sau lưng luôn nè. Đứng đây cũng thấy hả? Ngon quá.
Vừa ăn phải không? Chị không, không muốn mặn nên thấy nước hơi nhiều nhiều một chút. Như tỉnh này không? Tại đã Việt Kiều mì gói. Lên máy bay mà ăn mì gói không cũng ngon nha. Hát thì hát qua đời. Nó hát qua đời sinh nữa. Nước. Cô lấy á. Người ta chế cho mình ăn thôi. Nhân viên người ta phục vụ tận tình lắm. Nó giống như ta ăn không no. Đúng, ăn còn ra uống còn ra còn là chỉ. Muốn cái gì chỉ đó không? đi thường thì nên học ít chữ. Dạ. Kêu mấy đứa nhỏ nó chỉ cho lẹ mà. Đây kêu thì cũng chỉ. Kêu. Đó thêm. Chỉ cho bác Dĩ tiếng Anh nha. Nói tiếng Mỹ nha. Bạn không chịu khó mình học luôn. Đó, dễ cũng, thôi. Cũng được, cũng được mà không nhiều. Mình không có lưu lót như người ta. Nhưng mà mình cũng biết được vài chữ. Hello, rồi cũng biết rồi. Mình cũng cảm ơn hết đại gia đình trong kênh YouTube của Bình Huỳnh. Mấy tuần qua liên tục các bạn ủng hộ kênh. Dạ, ủng hộ kênh. Rồi theo dõi sát gia đình, từng bước của gia đình. Thì cái sinh hoạt của gia đình vậy đó các bạn. Chú Mười qua đây thì mình cũng làm video rồi sinh hoạt mỗi ngày vậy đó. Thì sau khi ăn xong là anh em đi ra sân bay. Mình sẽ tiếp tục làm video để các bạn... xem cảnh anh em chia tay ở tại sân bay. Rồi kết thúc chuyến đi chơi của chú Mười. Dạ. Nghe không? Kết thúc chuyến đi chơi tại như cũ. Đó là cái... sinh hoạt là bình thường đó. Điếm tới điếm lui 20 người. Rồi bắt đầu em xong chú Mười bắt đầu lại tiếp tục em vô bếp lại phải không? Đúng rồi, vô bếp đó lại. Có chú Mười thì cũng nấu chút chút nhưng mà không có chia sẻ được với các em nhỏ, bạn nhỏ được. Chị cũng có như một một số fan nhỏ là nói Thiếp nấu ăn nhanh lẹ, cũng học hỏi theo Thiếp rồi cái nấu ăn, thành ra phải chia sẻ thêm. Ngon quá bà xã, thank you bà xã. Ngon anh không? Anh này, em thích thì em ăn đi. Ăn miếng cơm đi, miếng cơm. Ăn cơm đi cho nó ấm bụng nữa, lên máy bay đường dài đó. Mới bỏ vô đó. Ai vậy đó, ăn miếng cơm mới có mì, ăn miếng cơm nó là ngon. Nói miếng cơm anh. Anh ăn đi, được rồi. Mà chị cũng vậy nữa ta, chị thích ăn gói mì cái chị bỏ miếng cơm. Miếng cơm, ăn ngon vậy đó. Tại hồi nhỏ mình ăn cái nhà vậy ta. Không biết nữa. Mà em ăn vậy nè, em có mì gói miếng cơm. Hồi nhỏ mà ở nhà, không, hồi nhỏ đó, ở nhà cái nấu một tô mì, cái chia ra ba bốn anh em là thành ra cơm nguội cứ bới nước miếng miếng cái chan trong cái tô mì. Cái tô mì là hình thức là tô mì. Nhưng mà bắt đầu là cơm chia ra đó, múc nước đó chế qua. Tô mì là để làm canh thôi. Là ăn sáng đó. Chắc vậy cái quen á, bây giờ mà chị Năm ăn mì gói cái chị Năm cũng bới 2-3 muỗng cơm chị Năm bỏ vô cơm vậy đó. Còn mà... không ví dụ như là rau muống nó luộc lên á, bắt đầu cái nước đó đắt đen vô. Chị Tám tới. Su. Chàng với Tám tới rồi. Muốn chấm bóng nêm hay là chấm bóng gì á. Không chấm rồi nữa. Ừ. Dạ. Tôi thích vậy đó. Dạ anh chị. Có trái cà chua nặng, có trái cà chua cắt cà mai. Vợ chồng chú Tám đến cả nhà. Rồi, xin chào hết mọi người. Xin chào. Để đưa em trai đi ra sân bay đó. Bây giờ... Em đi khỏe không? Khỏe. Bữa nay mình đi hai xe phải không? Đi hai xe. Ngon không Năm? Ngon em. Ngon hả? Mì gói ngon. Nghĩa làm con nghe. Rồi, có rồi. Mì gói là bạn té rồi, có rồi. Có rồi hả? Mì gói là bạn tê. Mì gói là bạn tê. Thôi bây giờ. Xin nhiều thơm. Mình ngủ rồi hả? Ồ, vậy mới về sáng hả? Ừ, sáng mới về. Với tay thôi. Ủa nó xe, ủa xe anh Nghĩa đâu mất tiêu rồi tới. Ngày gì anh về sáng này. Ngon quá em ơi. Đơn giản mà ngon, gọn lẹ. Mì gói đơn giản ngon. Sáng thì mì gói thôi. Đơn giản mà ngon. Rồi bây giờ mình ghé tiệm để em chào chút xíu rồi
Em nghĩ mấy không người... kịp đâu anh ạ. Không kịp á anh ạ. Ngày đó bay bắn lên con sân bay có 15 phút chứ mấy. Vô chợ chứ không được. Hiểu không? Chỉ có vô chào rồi chị em chút xíu đi. Hiểu nói không? Rồi đó lên phi quê dọc anh bắn lên có 15 phút, 10 phút chứ mấy tâm. Rồi vậy ok. Sát phi quê luôn mà. Hello cô Út ơi, cô Út. Đang ăn mì gói cơ Út ơi. Có ăn cơm ạ? Không. Cơm này nhá. Cơm với mì gói. Cơm nổi ạ. Ăn món đặc sản của Út ơi. Ăn cơm nổi, ăn miếng cơm nước. Hồi tối giờ quốc tế 4 giờ sáng mà. Quá nhiệt tình. Ừ. Thành ra đúng ra sếp áp sáng là đi dậy ăn. Nhưng mà nhớ lại bên này tiệm á. Là nó tới 10 giờ nó mới mở cửa. Thành ra giờ không có kịp. Rồi giờ ăn mì gói. Có cơm nhưng mà chú Mười đòi ăn mì gói. 1 giờ em bay hay 1 rưỡi? 1 giờ 25. 1 giờ 25 hả? Dư sức. À bây giờ ấy xong rồi lên đường. Bây giờ 10 giờ anh em mình đi ra tiệm chào hỏi nó đi. Em nó cũng quen rồi, nó ra nó cũng cho đi liền. Hãng mà thấy chiến mà nó thôi vô đi. Hả? Mười hai giờ rưỡi. Ủa không? Phụ đưa ra xe. Hai đứa đi em, hai đứa đi cho nó nặng. Rồi bây giờ em từ giả chị Năm ở nhà không? Rồi bay chị Năm, kéo cái này lại nữa nè. Ok bay về. Rồi. Đây này, anh đi trước. Ok bây giờ anh ở cái đầu đó đi, cái đầu đó vậy đó, vậy đó. Ở được rồi đó em Chiến. Chà, su là nằm buồn thiêu kìa. Su là nằm buồn thiêu hả? Su người yêu luôn. Su nằm buồn thiêu luôn. Cái đầu nghiêng cái đầu cưng ghê không? Bye bye chú Mười. Có cần bỏ su cái đó lỏng, cái đó lỏng lẻo. Su ơi. Cái gỡ luôn hả lời? Nằm buồn thiêu coi chú. Bỏ keo này vô nha. Bỏ ra xe. Bỏ băng keo với giấy. À, với cây kéo chứ để ra có. Rồi, giơ tay em. Rồi, em về nó nghe chị Năm. Ok, ba. Về nha, thường qua mình ăn. Hồi nãy nó lấy gói mì lấy không? Không, nói vậy thôi, lấy gì rồi. Trên máy bay thì ăn uống đầy đủ mà. Ôi, máy bay đồ ăn ăn. Máy bay nó có mẹ liền mà. Rồi, anh đây mình tranh thủ đi chứ để hết giờ. Rồi, ok, đến ra xe. Hôm nay trời đẹp lắm cả nhà ơi. Chào cả nhà. Bây giờ đi ra xe nè. Rồi, lên phụ bỏ đồ vô lên xe em. Bữa nay Thịnh nghỉ học đưa bắt chiến về Việt Nam nè. Thịnh đi không? Đi nữa chứ. Ôi, đẹp trai, ngồi trong quán uống ly cà phê. Anh chàng đẹp trai. Bye bye. See you ở Việt Nam. Ok bye. Ok Tâm gặp nhau ở tiệm nghe em. Bây giờ gặp anh tiệm anh ha. Ơi. Ok để okay. Em trả lời ta tiệm. Rồi anh nấu, ok anh nấu. Tám giờ làm tài xế cứng lắm ấy các bạn. Đỡ cái là có cái cô bắt đi theo phải không? Có cô đã chỉ đường cho chú Tám các bạn. Ơi các bạn ơi, hôm nay chở chú Mười ghé tiệm để tạm biệt chị em trong tiệm nè. Rồi mình vô tranh thủ chào chị em chút rồi lên đường ha. Chú Mười tới từ giả anh em đó thầy ơi. Mười đã từ giả anh em kìa. How are you? Hi em Thi. Hi con chào, hello, how are you?
Đây em. Đang làm gì đây em? Nấu chip. À, làm nấu chip rồi. Hi, how are you? Good. Em đang làm gì đó Hoa? Dạ, đang làm dip pink and white. Pink and white hả em? Yeah. You doing pink and white today? Yeah. Nice. Rồi, em trai đang làm gì đây nữa nè? Take off no chip thôi. Take off no chip em? Dạ. Yeah. Cái hình thức take off no chip là vậy đó cả nhà. So how you been? Long time no see you. I know, I've been busy going to school, going to work. Yeah. Busy life. How about you? I'm good. My wife's good. Yeah, yeah. I haven't seen her in a long time. She stays the doggy, just like a baby. Baby. My baby. You have visitors today? Yeah, my family, you know, my younger brother from Vietnam. Oh, he came in today? Yeah, he came in a couple of weeks ago, and now she come back here, say bye-bye to everyone here. Oh, that's sweet. Yeah. So nice that they came to visit. Right. So what you doing today? No chip. No chip nail? Pedicure. And pedicure too? Yes, by T, the best. Right. T, the best, right? Yes. Rồi em tranh thủ từ giả đi rồi lên đường. Thùy đang làm gì đây? Anh Sơn hả không? Thôi anh tạm biệt nha, các em thích khe nha. Hả? Ơi à, nãy giờ quên luôn em gái tôi đây nè. Trời đất ơi, bận rộn quá trời. Em bận đi về Việt Nam luôn em. Rồi. Em đến như tụi em. Ok. Hey, chào, say bye bye everyone. Trong chào. Chai lớn á, chai 5 gà lông. Rồi coi. Ok, vậy anh đưa chú Út đi rồi chút xíu anh ghé lại phụ các em hả không? Dạ. Rồi. Ra xe rồi. Ra xe rồi, ra xe rồi. Ok, bye bye everyone. Nice to see you. Nice to see you. I will. Thank you so much. Enjoy the weather, okay? Thấy tiệm không? Rồi, bây giờ mình bắt đầu lên highway rồi các bạn. Tiến về sân bay. Check in back. Ok. Nghĩa Nghĩa đẩy giúp cái xe. Để em mang nhanh đẩy đi. Đóng tiền rồi đó, hai đồng đó. Em mới bay giờ nó mới đẩy. Em mới bay giờ nó mới làm cho được. Anh Nam, cái này, cái nhét cái này nè. À, người cầm hết cái chưa. Các bạn ơi, thủ tục đã làm xong. Bây giờ là chú Út cũng bị chia tay rồi. Thôi em về Việt Nam cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.
chào nhá. Video của Ken Bình Huỳnh đến đây cũng tạm ngưng rồi các bạn. À, xin hẹn lại video ngày mai. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt. 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 Đưa anh coi coi. Bái Chiến ơi, thượng lộ bình an em. Đi tới đâu lên Zalo gọi điện tới đó nha.